Xin chào các khán giả thân yêu của Bệt TV. Quý vị thân mến, sách chính là nguồn tri thức vô hạn đối với nhân loại. Hầu hết thì những cuốn sách nổi tiếng đều đã được ra rất nhiều thứ tiếng và xuất bản trên khắp thế giới. Nhưng ít ai biết đến, có một số những list cuốn sách đều đã được xếp vào hạng bí ẩn và khó hiểu ở trên thế giới mà hiện nay vẫn chưa ai có thể giải đáp được cả. Tại sao lại như thế và chúng ẩn chứa những bí mật gì? Vậy thì hãy cùng chúng mình đi tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Những cuốn sách bí ẩn nhất thế giới mà chưa ai giải đáp được. Số 1. Sherlock Holmes Codex. Một trong những cuốn sách bí ẩn nhất hiện nay đó chính là một tác phẩm được biết đến với tên gọi là Sherlock Holmes Codex. Không chỉ không hiểu nó nói về cái gì mà chúng ta còn không biết nó đến từ đâu. Trong những năm đầu của thế kỷ thứ 19, thì bản thảo này đã được tặng cho Viện Khoa học Hungary nằm ở thành phố Stockholm. Một trong những lý do khiến cho cuốn sách này trở nên vô cùng là bí ẩn, đó chính là bảng mẫu tự khá phức tạp. Hầu hết thì những bảng mẫu tự này có khoảng 20 cho đến 40 ký tự. Stockholm Codex có gần 200 ký tự riêng lẻ, nằm trong 448 trang. Các trang sẽ đánh dấu có hình vẽ trông giống như là một mỏ neo trong một vòng tròn. Các trang sẽ đánh dấu có từ 1529 đến 1540 sau công nguyên. Nhưng các phần khác của cuốn sách lại được viết sớm hơn nhiều so với các trang đánh dấu. Các hình minh họa trong bộ luật bao gồm những thứ như là trận chiến quân sự, phong cảnh và thậm chí là tôn giáo như là Kitô giáo, Ấn Độ giáo và Hồi giáo. Điều này có thể sẽ có nghĩa là người viết bộ luật này chính là người ủng hộ cả ba tôn giáo hoặc là muốn cả ba tôn giáo này cùng tồn tại trong hòa bình. Cho đến ngày nay thì người ta vẫn chưa thể dịch được cuốn sách ấy, cũng như là tìm hiểu được nơi viết tác phẩm này. Một số người đã dự đoán cuốn sách này được viết ở Hungary, Romania hoặc là Ấn Độ. Mặc dù là một số người lại cho rằng cuốn sách này chỉ là một trò lừa bịp, nhưng cho đến ngày nay vẫn chẳng ai có thể giải đáp được nó. Số 2. Book of Shoiga. Vào thế kỷ thứ 16, một cuốn sách bí ẩn về ma thuật gọi là sách Shoiga đã được tìm thấy bởi John Dee, một trong những nhà toán học và huyền bí học theo trường phái Erzsébet. Ông ấy đã nghiên cứu cuốn sách này trong suốt một năm và chỉ có thể chứng minh được cuốn sách này là một trong những đại cương thần chú ma thuật, không thể giải thích được mật ngữ trong đó. Một trong chuyến đi tới châu Âu, Dee đã nhờ tới một bà đồng để gửi lời khẩn cầu tới tổng lãnh thần Uriel. Thiên thần đáp rằng quyển sách này đã được đưa cho Adam ở vườn địa đàng. Khi Dee hỏi cách giải mã nó, thì Uriel đã nói rằng ông không thể, chỉ có tổng lãnh thiên thần Michael mới có thể có biết bí mật về quyển sách này. Sau khi mà ông qua đời, thì quyển sách này đã bị thất lạc 500 năm. Cuối cùng thì một học giả đã tìm thấy cuốn sách khi mà anh ta đã tìm kiếm ở trong Thư viện Quốc gia Anh. Và bên trong cuốn sách đã ghi chép những phép thuật khác nhau như là cách triệu hồi quỷ. Cuốn sách Shoiga có 197 trang và có hơn 40.000 chữ cái được sắp xếp theo dạng mã và không ai biết cách đọc hoặc là hiểu nó ngoài các phần của cuốn sách đã được viết bằng tiếng Latin. Có những giáo sĩ đã cho rằng sách Shoiga gần như là một trong những quyển sách chứa đựng những bí mật của vũ trụ. Tuy nhiên thì mọi người lại không nên tìm cách nhanh chóng giải mã những bí ẩn của cuốn sách này, bởi vì cuốn sách đã bị nguyền rủa. Người giải mã được những gì ghi chép trong cuốn sách này sẽ phải chết trong vòng 2 năm rưỡi ngay sau đó. Số 3. Codex Serafinianus. Được viết bằng một loại ngôn ngữ mà không ai có thể hiểu được và chứa đầy những hình minh họa về những điều siêu thực, bất khả chi. Codex Serafinianus có thể là cuốn sách bách khoa toàn thư kỳ lạ nhất trên thế giới khi mà kiến trúc sư người Ý Luigi Serafini đã xuất bản cuốn sách vào năm 1981. Ông ấy đã trình bày nó giống như là một công trình khoa học thực tế. Tuy nhiên, khi nhìn vào mớ hổ lốn kỳ dị của những tấm hình, người ta chỉ thấy rằng Codex Serafinianus là bất cứ điều gì ngoài khoa học. Toàn bộ cuốn sách này đã được viết tay và những hình minh họa đều được vẽ và tô màu bởi chính Serafini. Một công việc mà ông ấy đã làm trong vòng 2 năm.
các học giả đã mất rất nhiều năm để cố gắng giải mã cuốn sách này, nhưng điều duy nhất mà họ tìm ra được đó chính là chữ Serafinianus, chỉ là một biến thể của tên Serafini. Đối với ngôn ngữ của cuốn sách, bảng chữ cái có khoảng 2 tạ ký tự và không có liên quan gì đến những thứ mà loài người đã tạo ra. Các khán giả thân yêu của Bện TV thân mến, có những cuốn sách được ra đời từ một người hết sức bình thường, có những cuốn sách lại không thể nào được giải mã được đúng ý nghĩa thật sự của nó, và có những cuốn sách đã được ra đời là được viết ra bởi cả một cuộc đời của tác giả. Và không chỉ những hiện tượng thiên nhiên khó lý giải đâu, mà sách cũng là một trong những lĩnh vực như vậy đó. Số 4. The Vivian Gun. Trong suốt khoảng thời gian, Henry Dagger làm công việc của mình, của một người gác cổng ở trung tâm của thành phố Chicago, không ai biết rằng ông ấy đang bí mật viết nên một trong những cuốn truyện kỳ lạ và phức tạp nhất của mọi thời đại. Khi ông ấy qua đời vào năm 1973, chủ nhà của Dagger đã phát hiện ra một bản thảo dài tới 15.000 trang có nhan đề là câu chuyện về những cô gái Vivian, trong cái được coi là cõi vô định của cơn bão chiến tranh Grandeco Angerinian, gây ra bởi cuộc nổi loạn của nô lệ trẻ em. Cuốn sách này rất dày, là một thiên anh hùng ca bao gồm có 9 triệu từ và hơn 30.000 hình ảnh minh họa màu nước. Hầu hết thì chúng được tạo ra bằng cách là ghép những hình ảnh từ các tạp chí và báo chí. Một số những hình minh họa cuối cùng được ghép trên những tờ giấy khổng lồ rộng hơn 3 mét. Không ai có thể biết Dagger đã viết cuốn sách này bao nhiêu lâu, có thể là hàng chục năm. Dagger đã sống trong cùng một căn hộ đơn độc, chật chội trong hơn 40 năm, và ông ấy chưa từng nói một lời về những giấc mơ trọn đời của mình với bất kỳ ai cả. Số 5. Codex Gigas. Codex Gigas là một trong những quyển sách khổng lồ ra đời vào đầu thế kỷ thứ 13, còn được biết đến với tên gọi là Kinh Quỷ Dữ và được xem là kỳ quan thứ 8 của thế giới. Đây được cho là cuốn sách mang lại rất nhiều những điểm xấu bị nguyền rủa và do quỷ dữ đã giúp một tu sĩ viết ra. Truyền thuyết đã kể rằng vào thế kỷ thứ 13 có một tu sĩ tên là Hermenegildo. Vì đã phạm phải một tội lỗi nghiêm trọng, ông ấy đã bị giam hãm trong 4 bức tường. Trong sự nỗ lực tuyệt vọng để tránh một sự trừng phạt nghiêm khắc dành cho mình, thì Hermen đã đề nghị được viết một cuốn sách chứa đựng tất cả những kiến thức của nhân loại trong một đêm duy nhất. Để đổi lấy sự khoan dung, Hermen đã cố gắng cầu xin các thiên thần giúp mình nhiệm vụ bất khả thi này. Nhưng khi mà thời hạn sắp kết thúc thì thiên thần vẫn không đáp ứng cho ông ta. Ông ấy đã quay sang cầu xin thiên thần sa ngã Lucifer làm cách nào đó để giúp ông ấy hoàn thành được cuốn sách trước khi mà trời rạng sáng. Tất nhiên, Hermen đã phải đổi lấy linh hồn của quỷ dữ cho mình, đồng thời đã thêm hình ảnh của chú tể hắc ám vào trong cuốn sách giống như là một biểu tượng của lòng biết ơn. Chính vì vậy mà Codex Gigas đã bị coi là cuốn sách điểm dị trong suốt nhiều thế kỷ. Khi mà người ta tin rằng cuốn sách này không mang lại điều gì cho những người sở hữu nó ngoài sự bất hạnh, bệnh tật và bi kịch. Người ta cũng không hiểu vì sao Hermen không cầu nguyện những điều tốt đẹp, thần thánh, thiêng liêng mà chỉ muốn cứu mạng sống của mình để cầu viện tới ma quỷ. Những thế lực rất là lưu tâm tới việc thúc đẩy con người phá bỏ những lề luật của Thiên Chúa và phạm rất nhiều những tội lỗi. Số 6. Illuminati Manuscript. Một trong những cuốn sách bí ẩn khác đã được biết đến với cái tên Sắc lệnh Smithfield hoặc là Sắc lệnh của Gregory IX. Gregory IX là một trong những giáo hoàng trong thế kỷ thứ 13, người đã chịu trách nhiệm viết nên luật cho nhà thờ và các thành viên của nhà thờ. Các sắc lệnh là phổ biến vào thời gian đó. Nhưng điều kỳ lạ là những sắc lệnh này là một trong số những sắc lệnh có các văn bản vẽ. Các sắc lệnh này có phong cách riêng của nó có những chữ cái, thư pháp và hình ảnh minh họa. Sắc lệnh này được viết dưới dạng là bản thảo chiếu sáng và là một trong những công trình lớn. Cần rất nhiều những thời gian và công sức để có thể tạo ra nó, nhưng đó không phải là phần lạ bởi vì bản thảo chiếu sáng đã khá là phổ biến trong thời gian đó. Điều kỳ lạ là những hình vẽ minh họa không giống như những gì mà mọi người thường thấy trong những văn bản tôn giáo. Trong các trang văn bản của sắc lệnh này, chúng ta có thể thấy những hình minh họa của những con ốc sên khổng lồ đang tấn công bằng râu.
thỏ giết người khổng lồ, chó cưỡi thỏ, thỏ lại cưỡi người trong vỏ ốc. Gấu tấn công kỳ lân, các loài sinh vật lạ và điều này nữa, còn có một Rhoda thời Trung Cổ. Vâng, có một hình ảnh minh họa về một loài sinh vật trông giống như là Rhoda. Đây có thể là một trong những trường hợp khác của du hành thời gian, hay chính là tác giả của chiến tranh giữa những vì sao đã đến để có thể xem sắc lệnh của Smithfield. Chúng trông thật là giống nhau, điều duy nhất chúng ta không biết đó là những hình ảnh minh họa này có ý nghĩa là gì. Có thể đã có những lúc các loài động vật khổng lồ đã thống trị thế giới. Các bạn thân mến, vừa rồi là những cuốn sách khó hiểu và bí ẩn nhất trên thế giới. Bạn có thêm những thông tin gì nữa về những cuốn sách này hay không? Thì hãy comment xuống bên dưới để chúng ta cùng chia sẻ những thông tin cho mọi người nhé. Đừng quên ấn nút like, share và subscribe cho kênh. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt.